Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Dương TV của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 3 của Sudoku. Ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một nội dung duy nhất, đó là Average Sudoku. Vẫn là điền các số từ 1 đến 9, sao cho các số này ở trên một hàng ngang, một hàng dọc hoặc là các hình vuông cong 3x3 chỉ xuất hiện một lần. Tuy nhiên thì những dấu gạch ngang và gạch những dấu ngang dọc ở trong cái số đó được biểu thị là trung bình cộng của hai ô liên thuộc theo hướng ngang hoặc hướng dọc, tùy thuộc vào cái gạch đó là gạch ngang hay gạch dọc. Ok, bây giờ ta bắt đầu nhé. You know I'm gonna get
it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Trăm 39 giây, tức là 7 phút 19 giây. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần 3 của Sudoku ngày hôm nay của tôi. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Lịch Sử TV. Xin chào.